Sau khi Nhà Trắng ủng hộ một dự luật có thể dẫn đến việc cấm ứng dụng TikTok trên toàn nước Mỹ, một số nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng và thành công trên nền tảng ứng dụng Trung Quốc này có suy nghĩ gì? Các nhà sáng tạo nội dung cho biết họ cảm thấy rất thất vọng vì nền tảng ứng dụng này sắp tới có thể bị cấm sử dụng. TikTok đã giúp tôi có được hợp đồng viết sách. Các video về chuyện hẹn hò và những lời khuyên trong cuộc sống của Ellie Rallo đã đưa cô trở thành một ngôi sao trên nền tảng ứng dụng này. Khi hóa đơn được đưa đến, bạn hãy giả vờ như là chưa nhìn thấy nó trong cuộc đời mình được chứ, rồi anh ấy sẽ trả tiền giúp bạn. Với hơn 650.000 lượt theo dõi và 88 triệu lượt yêu thích trên tài khoản cá nhân, cựu sinh viên khoa báo chí được Harvest, một thành viên của nhà xuất bản HarperCollins tiếp cận để viết sách. TikTok đã giúp tôi thúc đẩy mọi giấc mơ của mình. Tôi là một nhà sáng tạo nội dung chủ yếu cho TikTok, vì vậy tôi luôn làm nội dung cho TikTok trước mọi ứng dụng khác. Nhưng tôi đoán rằng rồi tôi cũng phải tập thích nghi. Các ứng dụng giống như TikTok đã mở ra những cánh cửa cho mọi người, thuộc mọi tầng lớp xã hội, mọi hoàn cảnh đều có thể chia sẻ những câu chuyện riêng của mình. Và nó cũng giúp cho mọi người có thể nâng cao tiếng nói, điều mà vốn dĩ chưa từng có trước đây. Và khi loại bỏ những điều như thế, tôi nghĩ đó chính là điều khiến cho tôi suy sụp nhất. Rồi bạn và hàng triệu người khác sẽ thấy số tiền hoàn thuế sẽ tấp đi nhiều. Một nhà sáng tạo nội dung khác, anh Đức Alexander Moore, nói rằng TikTok đã cứu mạng anh ấy theo đúng nghĩa đen. Đây là số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi tính đến hôm nay. Nhưng trước khi tôi đạt được vị trí hiện tại, tôi đã ở đây. Trong bức ảnh đó, tôi tưởng mình gần như đã chết. Đó là hình ảnh lần tự sát không thành thứ 5 hay thứ 6 của tôi. Anh Alexander cho biết, từ một người vô gia cư, anh đã tạo nên một doanh nghiệp với số tiền đóng thuế lên đến 7 con số chỉ trong vòng 2 năm nhờ nền tảng TikTok. Tôi đã từng làm về thuế và tôi thích nó. Rồi TikTok xuất hiện. Và một ngày nọ khi tôi lướt TikTok, tôi thấy ông kia nói về các loại tiền thuế và tôi nhận ra mình làm được, mình có thể làm được điều này. Tôi biết điều này. Khi đại dịch bùng phát, nhiều người đổ xô đến kênh TikTok của anh Alexander để tìm lời khuyên về tiền thuế. Các thông tin rất quan trọng và nó cần được phổ biến rộng rãi, đặc biệt là trong suốt thời kỳ Covid, với tất cả các khoản tiền kích thích kinh tế, khấu trừ thuế cho trẻ em, chương trình bảo vệ tiền lương và các khoản vay khắc phục thiệt hại kinh tế. TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance và được hơn 100 triệu người Mỹ sử dụng. Dự luật hôm 7 tháng 3 đã trao cho chính quyền Tổng thống Biden các quyền hạn mới để cấm các công nghệ nước ngoài có khả năng đe dọa an ninh nước Mỹ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.